Nên mình sẽ hướng dẫn mọi người ráp cái rotor của con Stradic FNL ha. Nó đơn giản lắm. Ok, rồi đầu tiên á, mình sẽ dùng ở Taking này. Mình sẽ bôi cho cái vị trí khớp rộng của nó trước. Rồi. Sau đó mình đặt cái cây này vào. Ha. Rồi. Sau đó mình lại bôi thêm một lớp mỡ Taking lên trên mỏng thôi ha. Rồi. Sau đó mình xỏ cái lò xo này nè, mình xỏ vào, mình để riêng ra. Và mình đặt cái chân của nó vào. Sau đó mình chấm cái lò xo này vào. Mình cũng quệt một tí mỡ Taking nữa. Rồi. Cái tác dụng của mỡ này là nó bôi trơn, nếu bạn không có Taking bạn dùng mỡ khác cũng được. Rồi sau đó mình lại tiếp tục bôi một lớp mỡ mỏng lên. Đậy nắp lại. Đậy cái nắp này thì bạn lưu ý nè, là bạn phải khớp. Ha, sau khi khớp rồi bạn bắt ốc vào. Rồi, giờ cái lưu ý nè, bạn thấy cái đầu của cái cây chữ L này nè, nó nằm ở phía bên nào? Nếu như cái chữ L nằm bên này thì cái đầu lò xo sẽ hướng về bên này, về phía bên này. Còn nếu như cái cây L này nó nằm ở phía bên này thì cái đầu lò xo nó phải chéo qua bên này nha. Thì khi bạn ấn xuống, khi bạn lắp vô á, là với cái lò xo chỉ qua đây, bạn ấn từ phía bên này bạn ấn vô. Còn nếu như đầu lò xo mà hướng về phía bên này thì bạn ấn từ bên này bạn ấn vô nha. Rồi, tạm để cái này qua một bên. Rồi, cái đầu này, đây là cái phần mà để lắp cái lò xo này. Thì bạn qua một tí mở lên cho mình nha. Rồi, đặt cái chân đỡ của nó vào. Cũng bôi một tí mở là. Rồi, sau đó thao tác bạn nhẹ nhàng nha. Cái đầu lò xo này nó phải chui vào được cái chân đỡ màu đen này. Chân đỡ màu đen này nha. Rồi. Bạn đặt nó khớp vào. Sau khi nó khớp vào rồi bạn ấn xuống. Xong. Rồi bạn giữ nguyên như vậy, bạn lấy tay bạn thử. Vậy là ok ha, sau đó bạn bắt ốc lại. Khi bạn bắt ốc, tay bạn vẫn sẽ giữ 50% như vậy. Khi bạn buông ra là nó bung ra luôn á. Rồi. Ở vị trí này á, khi bạn xiết ốc á, bạn xiết nặng thêm một cái nữa là được, đừng có cố vặn quá. Bởi vì cái body là bằng nhựa, nó sẽ dễ bị hư ha. Bạn xiết xong rồi, bạn lau chùi sạch sẽ đi nha. Rồi. Phía bên này cũng chung nguyên tắc, bạn bôi tí mỡ lên. Để cho nó bảo vệ cái này ha. Rồi. Và bạn nên bôi luôn cái phần đen này, tại vì cái đây là cái miếng gọi là cái miếng tạ nó cân bằng cái việc xoay, nó không có bị rung lắc. Rồi, bạn bôi mỡ lên để cho cái miếng tạ này nó đừng có xét thôi. Ngoài ra thì cũng không chức năng gì thêm ha. Rồi các bạn khớp lại. Đắp lại. Ok. Rồi. Cái lò xo này bạn nào muốn tiến lớn á thì bạn không cần la cha mỡ. Nhưng bạn muốn nó bền và hạn chế reset cho lò xo, bạn có thể cho miếng mỡ. Chấm một tí mỡ vào rồi lắp vào đây. Thì cái lò xo nó sẽ hạn chế reset hơn nha. Rồi đồng thời á, cái đầu này nè. Cái gò này nè, bạn cũng bôi một tí mỡ để cho nó chuyển động tốt hơn, mượt hơn. Đó bạn lắp vào bình thường. Rồi bạn bắt nhíp vào. Ha. Rồi vậy là xong ha. Rồi nhưng mà mình cũng sẽ làm tới cái này. Thì cái này trong các clip sau mình sẽ hướng dẫn thêm. Về thời lượng clip sẽ không có đủ nha.